UAE Malaysia nhập tịch hàng khủng, nỗi lo khi đội tuyển Việt Nam săn vé World Cup. Việc UAE và Malaysia mang đến vòng loại World Cup 2022 hàng loạt các cầu thủ nhập tịch sẽ là thử thách rất lớn dành cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã lên đường tới UAE để tiếp tục hành trình ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu còn lại của bảng G sẽ thi đấu tập trung tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Sau 5 lượt trận đầu tiên, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, đứng thứ hai là Malaysia với 9 điểm. Thái Lan đứng thứ ba với 8 điểm, UAE xếp thứ tư với 6 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Trong khi đó, Indonesia đã chắc chắn bị loại sau 5 trận toàn thua. Cách đây không lâu, UAE và Malaysia đều đã công bố đội hình tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào đầu tháng 6. Cả hai đội tuyển này không giấu giếm mục tiêu xoắn ngôi Việt Nam khi gọi hàng loạt các cầu thủ nhập tịch. So với trận thua 0-1 trước Việt Nam ở lượt đi, UAE sẽ trình diễn một đội hình rất khác. Huấn luyện viên Manwich triệu tập tới 3 cầu thủ nhập tịch gồm Fabio da Lima, Cairo Carneiro đều gốc Brazil và Sebastian gốc Argentina. Trong số 3 cầu thủ kể trên, Lima là cái tên đáng chú ý nhất. Mặc dù chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng cầu thủ gốc Brazil này đã ghi tới 131 bàn thắng sau 166 lần ra sân cho Al-Wahd, một câu lạc bộ đang chơi tại giải vô địch quốc gia UAE. Mùa này, cầu thủ 27 tuổi đã chơi cực kỳ ấn tượng với 22 bàn và 7 kiến tạo chỉ sau 23 lần ra sân. Về phía Malaysia, họ thậm chí còn mạnh tay hơn khi gọi tới nhiều cầu thủ nhập tịch gồm Nizidon Krasniji gốc Kosovo, Wilhelman de Paula gốc Brazil, Marcel Ravis gốc Australia, Sumatel gốc Anh, Julio gốc Thụy Điển, Lever Cobinong gốc Canada, chưa kể đã có Mohamad Sumaret gốc Gambia. Trong đó, Krasniji cao 1m92 và de Paula cao 1m89 đều sở hữu những chiều cao cực kỳ lý tưởng, hứa hẹn mang lại thử thách không nhỏ cho các trung vệ của đội tuyển Việt Nam trong những pha không chiến. Ngược lại, hàng thủ của Việt Nam đều đang gặp vấn đề, Văn Hậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, trong khi Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Trung không có phong độ tốt ở V-League mùa này. Hai trung vệ còn lại là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đều không cho thấy sự chắc chắn ở mùa này, bằng chứng là Viettel đã để thủng lưới tới 9 bàn ở V-League chỉ sau 12 vòng đấu đã qua. Chưa hết, thủ môn số 1 Đặng Văn Nâm vẫn chưa ra sân một phút nào trong suốt gần 6 tháng qua. Theo lịch thi đấu chính thức của AFC, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào 11 tháng 6 và chủ nhà UAE vào 15 tháng 6. Cả 3 trận đấu của Việt Nam đều diễn ra vào lúc 23 giờ 45 theo giờ Việt Nam.